ngờ Thanh Trúc lại thăm một người chồng 36 tuổi, còn người vợ thì 66 tuổi đi lại á, thì hai vợ chồng đang nằm ở dưới ghe và đắp mền nữa, thì đang ngủ ở dưới chiếc ghe đó, thì không biết làm gì, không biết nữa. Nhưng mà hiện tại á, thì cái chiếc ghe nè, quả trời nó lắc luôn. Thì Thanh Trúc có hỏi thì nó hai vợ chồng đang nằm ở dưới ghe và đắp mền nữa, thì sự việc như thế nào? Thanh Trúc mời chú theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ à. Cậu, giấc này đang làm, hai chồng đang làm gì dưới ghe hả? Đang làm bữa trưa anh ơi. Trời ơi, rồi sao không làm ở nhà đây? Tranh thủ hả? Rồi tranh thủ mình đi mà ngang nữa. Ghe lắc dữ hả? Trời ơi. Điều điều không? Cũng 2-3 ngày mới làm. Chàng ơi, vậy ha. Chuyện gì cũng có xảy ra hết. Đây là một cái chàng trai 36 tuổi, buông bỏ hết tất cả giàu sang phú quý, người ta gả con nhà giàu, nhưng chàng trai này cũng không chịu. Chỉ chịu một cái người phụ nữ năm nay 66 tuổi, tuổi này á là bằng tuổi cha tuổi mẹ của cái chàng trai này. Nhưng chàng trai này cũng phải thương, tuy rằng biết thương sau này là rất là cực khổ, nhưng chàng trai này đem lòng thương một người phụ nữ 66 tuổi, dù cho như thế nào cũng rất là thương luôn. Thì câu chuyện như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ hơn nha. Có người ta đòi gả con nhà giàu không, mình không chịu, mình gặp bà này sao duyên nợ, gặp bà mình cũng thương quá, tôi hai ba cũng tội nghiệp. Ừ, con kia. Nhà giàu chứ là mấy cô gái mà đẹp gái rồi đó có dạ, không anh có. Anh trai cho em hỏi á anh nè, cả nhà ơi, cậu em mới lại nè, làm gì nằm vậy? Dân lứ về mệt nằm đây anh ơi. Thôi ngồi lên cho em trò chuyện tí xíu. Đi mới nhận lưới vậy hả? Dạ. Chàng ơi, cái ghe này là mình chở được nhiêu ký? Không biết. Nhỏ xíu rồi, không nhiêu ký. Kẹp cái mít giùm em ơi. Nè anh cậu, cầm chỉnh gớm nha. Đây kẹp vô ông đi. Thôi ông đi. Đây. Cặp đâu? Cặp cái móc ở trên nè. Đẩy được rồi, phải không? Nè. Chúc ông bừng lên. Cầm đây, cầm. Anh cậu. Cái này nó hầm một cái chưa từng thấy. Cái gì á? Mít. Đeo vàng. Rồi là hai vợ chồng mình nằm dưới ghe, nãy em vô em kiếm không có đó anh cậu. Thường là hai chồng mình đi dân lưới hả anh cậu? Dân lưới anh ơi. Cô là mình đi dân lưới vậy đó cô, ngày được nhiêu? Cũng được trăm ngoài mà tiền xăng đâu cũng còn 70-80, nhiều khi 60 năm mà chục sao không thấy cá đâu? Cá này đưa người ta đi bán rồi. Bán rồi bị cá lại dính cá rô phi không à. Đi là mình đem theo mền gì đó hả? Để trời lạnh đồ cái mình đắp ha. Rồi hồi nãy sao không chịu mình lên đi nằm dưới ghe vậy? Tới nhà đi rồi. Đi mới về mệt quá chú ơi. Đi mới về cái mệt nó nằm ở đây chút mới lên. Đi dân lưới là mình đi xa không? Xa. Đi cấp 2 giờ đêm đi. Trời ơi, cô thấy tóc bạc, cô tóc bạc hay kìa. Tại ta 6 mấy tuổi không? Tóc bạc ông ngoại ông nội. Cô hôm bữa nói nhiêu ta 6 mấy ta? 66. 66. Còn anh là nhiêu? 36. 36 à. 66 36. Tuổi này nói chung là cả nhà thì anh này với cô nè, thì nói chung là làm cái nghề mà đi dân lưới. Lại cái cầu thang này, thấy cầu sắt nè. Cầu sắt là mình làm được cầu bê tông im ha. Thì không có cho phép mà làm được. Mà hay ta. Mà cô, mà mình có chồng trẻ nè. Mà thay vì chồng của mình đó, đi dân lưới nè. Sao mình không để mình đi mà bắt cái gì mà phải đi theo ổng? Ghen hay gì cô? Cái ghen không khen mà ảnh làm khó lắm. Đi phải đi hai người mới được. Phải thương chồng ha. Chứ đi mình lên nó bắt đầu nước nôi nó lòi lòi chụm chụm ở dưới nước rồi mất gốc ở dưới anh lặn ở dưới. Rồi mà phải có người trên bờ sinh xuồng ăn mình ấy nè, mình bơi xuồng chúng tôi nó trôi rồi anh khó lòng đi ha. Hai chồng không có đi người mất gốc quá trên mà nếu mình lặn dưới lặn là chuyên nghiệp. Cô chắc chồng trẻ tuổi chắc mình đi chắc nói chung mình cũng phải cưng chứ. Cưng cô nhỉnh vậy. Nhìn cái cây đằng đẵng kìa. Cô nhìn đây nè, nhìn con nè.
rồi công việc hồi đó đó là mình mình hai người mình đến với nhau là chắc mình gặp với nhau là một chắc cái duyên quá ha. Thì chắc vậy quá. Chưa chắc là mình, nói chung là hồi đó là ổng cô kể lại cho nghe coi, hồi đó là ổng nói bằng tuổi cô hả? Đâu có, ổng nói nhỏ hơn chút đỉnh à, cũng nhỏ hơn cỡ mười mấy tuổi à, mà thì chị gấp đó chị cũng không biết. Cô quay qua qua đây nè cô. Ổng nói gấp cái gì mình không biết. Tới chừng sau thì thấy là tới bây giờ mới biết là lớn tuổi nhiều. Cỡ một năm mấy mà chị chưa biết nữa, cũng như giấu rồi đâu biết được. Sao hồi đó là mình giấu tuổi chi ạ? Bữa thương bà dữ lắm ha, đem lòng thương thầm chậm nhớ bà hay gì? Thương bà, mình không biết mình nhỏ tuổi bà có chịu, mình cũng giấu chứ không nào nói, đó chứ mấy. Mình nói nhiều lên ha. Rồi gặp bà có cái gì đâu mà thương mà nói nhiều dữ quá chàng. Duyên nợ tới rồi không biết. Đó là cái người tỏ tình là anh cậu hay là bả? Ông mình trước. Sao cô anh cậu thương cái người lớn tuổi là mình thương về cái gì anh cậu? Biết mà ngang đồ không có chơi bời giống người ta. Anh cậu biết á là nếu mình thương cái người lớn tuổi á, sau này á là mình sẽ khổ sớm á. Tại vì người ta sẽ đi trước mình hay sao hả cô? Phải đó. Cô trước khi cô mà dạ cũng mà nói thì mình phải đi rồi cô. Trước khi mà ổng nói tiếng thương cô bắt đầu cứ làm vợ đó, cô có nói là tôi lớn tuổi ông này cò, tại vì gặp đó anh nói anh cũng đâu có lớn tuổi hơn mình nhiều đâu, nhỏ tuổi hơn mình nhiều đâu. Dạ. Tại vì cái bà thím út tôi không nói gì nữa, cũng như là giấu hết trơn nguyên băng mà giấu luôn hả? Tới chừng một năm mấy sau chị mới biết chứ đâu có biết trước rồi. Đâu mà lớn đâu, 30 tuổi chứ bộ ít đâu. Ừ, mà sao đó lớn mười mấy tuổi vậy? Cái đó chị mình ưng ảnh là mới có năm mươi mấy rồi. Năm mấy? Ổng mới chắc anh nói là cặp đó là ba mấy hả? Là ba mấy, hai mấy hả? Không có, ảnh á mình là mình ưng ảnh là mình cặp đó mình năm mươi mấy, còn ảnh hai mấy mà ảnh nói anh ba mấy rồi. Mà tới bây giờ cũng ba mấy nè, tại vì nó dốc mà. Ừ. Cũng như nói giấu tuổi á. Trời ơi. Giấu tuổi. Cỡ một năm về trước chị sống với ảnh là chị cự lộn với nó, chị cự cái nó dốc, nhà chẳng thà nói thiệt. Nó dốc chị dặn bà dặn sợ nữa chừng ổng cự quá, nói chừng bỏ vẫn kiếm con khác hay sao. Ừ, thì cấp đó thì bắt đầu chị, tại vì nói dốc rồi cái chị biết được rồi chị tức á, rồi chị nói chị dặn dữ lắm luôn chứ đâu phải như bây giờ đâu. Bây giờ nhưng bắt nghe đầu cũng ta, không thông cảm là, với nhau sốc. Anh trai nghe nói là vợ mình bằng tuổi cha hay là mẹ anh cậu? Bằng tuổi ba ông và chồng. Tuổi và chồng. Tuổi ông ba. Tuổi và chồng. Ừ. Ừ, rồi có khi nào mà con dâu mà dưới bà và chồng mà thỏa thẻ với nhau không? Không. Có khi mình cô lâu lâu mình có mới khi về nào mà cô kể hôm bữa là cô đi bệnh viện rồi mẹ chồng nuôi rồi làm sao kể phát hiện mà thì trong đó có hồi cái năm mình mới về đến năm mấy cái mình bị đau bệnh đàn bà u nang á. Ừ. Cái nằm trong bệnh viện á, rồi cái bà mẹ bà xuống bà mẹ bà nuôi. Yeah. Cũng như bà xuống bà thăm đó, rồi cái mấy cái cô ở trong, mấy cô mà cũng đi nuôi bệnh với nhau đó, cái đó chị đau chị cũng như chị ốm nhôm đó, rồi cũng xấu luôn nữa. Nhưng bà nói chung như bà mẹ mình bây giờ là bà còn đẹp hơn mình đó, bà mẹ chồng á thì bà ở nhà nhiều khi bà không có mặn đó, thấy bà đẹp đấy đó. Cái nói trời ơi, cái bà và chồng, cái con dâu gì mà già hơn bà và chồng đó. Chị gì giữa chỗ chị lúc đó là chị đau, chị ở dưới hai mấy ngày với con Thiên. Rồi chị đau lúc đó là bệnh dữ lắm, người ta theo dõi, người ta mổ luôn mà. Ừ. Rồi bà mẹ bác ở dưới bệnh viện người ta còn nói gì đó. Tới bây giờ chị còn nhớ lúc đó là chị cũng như mình cũng trong mình biết hết trơn à, mà cái là tại vì mình đau thôi chứ trong mình biết. Biết cái là vì táo quả lên cái bụng mình vậy đó, người ta táo quả lên mới biết là mình là bằng tuổi cha chồng luôn. Lúc đó chưa biết luôn. Sao mới biết? Mới đau đây nè, đây từ từ là 3-4 năm trở về là đây nè, 6-7 năm sao mới biết? Kể cho con nghe coi cô. Thì ông ba ông đau, ông ba ông đau rồi mới câu giấy chứng minh nhân dân của ông đó. Ừ. Rồi anh cậu gì ông nói, ông nói là cái tuổi bị anh đi nuôi bệnh đó, anh gì anh nói. Anh nói cái tuổi vậy đó, rồi mình nhớ chật lên cái tuổi bằng tuổi mình. Rồi câu đó mình mới cự cái, cái nói chung là người lớn tuổi đến với nhau cũng là một cái duyên thôi. Yeah. Nó bình thường thôi. Mà chứ có cái mình thì phải bệnh hoạn nhiều hơn anh, thì anh lo anh nuôi. Có khi nào mà số cô bệnh này. Đó, cô suy nghĩ là mình bệnh nè,
là mình nghĩ là ổng kêu ổng đi cứu vợ khác hay này nọ đồ không? Thì cái chuyện đó là bắt đầu chị cũng có nói hàng ngày mà, tại vì anh có đi chưa cứ ai cứ mà có anh nó theo ai theo mà có không, chị không chịu cho dắt về nhà ở chung nhà, chị không chịu ở chung nhà khó ở lắm mấy chú ơi. Cô rồi cô hỏi bây giờ thì có đơn như là bây giờ chị cũng nó là đau đau chứ cũng còn cũng như là chỉ lên máu với thiếu máu não mà rồi cũng còn sống nổi. Cho con hỏi nè, rồi mình có chồng nhỏ tuổi gì nè, rồi mình đúng lý là nghe nói là cô có cưng không? Sao không trời, sao lấy chồng không cưng á? À ngồi mà, rồi tôi hỏi hả, chú có cưng vợ chú không? Không mà chồng nhỏ sao tuổi nè, nếu không cưng thì sao sống hả chú? Có khi nào sợ là ổng đi ra ngoài ổng có bà này bà kia không? Rồi bắt đầu anh chị cái chuyện có, cái chuyện thì mình sợ rồi mà như có cái sao không biết ảnh có hay không quyền của anh. Tại vì mình lớn tuổi hả cô? Chứ mình cũng đâu có chạy theo anh đâu, mình ít đi ra lộ lắm. Ý cô hỏi nè, ổng trẻ tuổi, cô thì lớn tuổi, cách nhau 30 tuổi. Mà ổng ra ổng gặp tiếng sét ái tình rồi ổng bỏ cô rồi sao? Thì bỏ chứ bây giờ mình cũng can đâu có được đâu. Ví dụ như bỏ thì mình thấy mình số phận mình hay mình phải chịu thôi. À, nếu anh không bỏ thì anh sống với mình thì sống, chứ mà không trời bỏ thì sao quyền. Chứ chị chứ nó nào ngay chị cũng sợ, mà có cái là sợ sao cô? Cũng như mình sợ nhiều khi sợ ra ngoài thì phải có nhiều người cám dỗ mà anh chị đi chơi mình làm sao mình bắt buộc được. Đi mặn thì đi mặn với mình thấy mồ rồi bắt đầu chịu không ra, không cho người ta đi chơi sao? Đúng rồi. Đi chơi chút đỉnh. Tại vì tùy chứ, mình ghen ghen chứ nếu như bỏ mình thì bỏ ha cô. Đi chơi sao giờ? Trời ơi. Số phận mà. Cháu nó cháu. Rồi hai chồng mình á, mình đến với nhau là mình làm cái công việc gì mỗi ngày? Dân lưới. Dân lưới hả? Dân lưới vậy là thu nhập ngày nhiêu anh cậu? Ok, trong ngoài cũng có, 70 cũng có, 40 cũng có, người bà cậu mình cũng nói trước đi. Nói chung là tùy duyên ha. Dạ. Hầu ngày qua là chạy vòng vòng là dân mình... 100 ngàn chứ có, bán con. Bữa nay mình bán được nhiêu? Đi hai bữa bán được 130. Bữa nay nè. Hôm qua nay luôn đó 130. Trời ơi, đi gần không? Xa. Hôm ngày qua đi tuốt trong đầu của sát. Vậy rồi lỗ tiền xăng rồi sao ông? Chú triệu sao vậy? Chú biết trong đầu của sát không? Biết. Hôm qua đi khỏi đầu cầu khác đó. Hôm qua đi tuốt trong chạy con tiếng mình đi vợ đồng ở trong á. Đi qua dân 100 ngàn mình sáng tiêu. Dân lưới 3 màng hả ta? 3 màng. Hôm bữa nghe nói là anh đi bán vé số mà cái bán cái nghề đó nó chậm quá sao? Dạ, chậm quá bây giờ ta bán. Anh có giò một anh vô quán nào này kia khó đó. Người ta bán thì bán theo quán không mà anh đứng ở ngoài anh kêu người ta không có bán có 100 vé bán không được. Nói chung là bán hơi chậm ha. Chậm dữ vậy. Bắt vốn luôn à. Bác. Mình dân lưới gì là mình đâu có bỏ vốn đâu, chụp cũng bỏ chứ. Cái thằng đây tại cái đống lưới á. Cái đống lưới á. Chừng 3 4 tháng là lặn 4 5 tháng, còn không ấy ở trên xuồng bệnh không 3 4 tháng là mua vàng như triệu 2 50. Mua triệu 2 triệu 2 mà mình khóc nó là 3 vàng á. Gần ở đây quá tời nó hao lưới, chừng 3 4 tháng là mua lại. Chú biết cái xong mình chà gai á. Ấy xong nó kẹt. Nó ra rồi củi ra không có chậm nó liền chứ nó chìm nó mất gốc. Ông lặn gần chết, ông lặn bữa với hai cái ông đau rồi. Vậy ha. Rồi thấy có tiền thiệt mà tới phiên hư lớn không có tiền mua lại. Tiền đâu mua? Trời ơi. Rồi cô. Đó. Rồi với chú nè. Ủa cô này với anh này, anh hồi đó đó. Anh nhìn sao mà thương cái người lớn tuổi không mình, kể cho em nghe coi. Anh cũng biết rồi đó, có thằng kia nó mày chịu bà này không tôi còn mai cho rồi tôi nói bà này lớn tuổi quá ai đâu mà chịu. Sao anh đi dính luôn. Rồi ngoài dính luôn ha. Rồi là mình đem lòng thương bà vậy đó. Tại vì chị cũng mà ở bên ơn cái nhà nhỏ gì hồi đó. Chị sống bên ơn chị nhà là rồi về sống với nhau chung nhà cũng đâu có chị đâu về làm dâu. Mà anh cũng đâu có làm rể đâu như nhà mình ở. Bởi vì chị có nhà nhỏ như hồi đó giờ. Giờ nhà bà lớn như mình ơn chị. Rồi về sống với nhau. Đâu ngay cái mà mẹ với chị mình á ba mất rồi mà mẹ chị nữa thôi. Kệ cưng con chị với bà nói thôi cưng ưng đi đặng mà sau này có bệnh hoạn rồi này kia tưởng cũng như là anh có nhỏ mình 10 mấy tuổi hà nói nữa sau này có bệnh có hoạn cũng có người nương tựa nhau có chồng có vợ chị thì bắt đầu cũng đâu có mà thương thì thương chứ đâu có lo hoài được. Rồi mới ưng ảnh ưng ha. Mà nhưng mà ông này ông nhỏ tuổi mà ông đem lòng thương ông nói dốc ông ghiền cô gì. Ê, anh hồi đó là gặp bả là ông thương cái gì là bả bê xuồng qua lại bả có đẹp gái không?
Vậy ha. Để ý mình thương, mình chọc kẹ quá. Trước khi mình thương bả đó là mình phải suy nghĩ nha. Suy nghĩ là bả là lớn tuổi hơn mình, sau này là mình là một cái người là sẽ lo tất cả. Không hết. Mà chị gặp đó chị ấy xuống, chị đi ngang rồi tiếng sáo kêu có kêu ra lại tiệm đó. Có nhỏ em đi chung rồi nó mua cà phê, chị cũng hỏi nhiều tuổi chị nói cũng y chang chứ chị không nói dốc. Mà tại vì phe ảnh thì cố tình nói dốc chứ mình không có nói dốc, mình nói thiệt. Có nhiều tuổi thì nói nhiều mà. Không nói dốc ha. Ờ, tại anh nói dốc, phe anh nói dốc thôi chứ phe mình thì mình nói thiệt y gan. Mình không hồi đó là thanh niên là chỉ là đem lòng thương cái người lớn tuổi này nè, chỉ nói tuổi cao để thương ha. Ừ. Nói bằng mọi cách mà. Ừ. Bây giờ cho nên là phải lo lắng ha. Hậu. Người có chồng trẻ tuổi á cô thấy là nó mình lợi là được cái gì? Lợi là anh ít đau hơn mình. Rồi nhưng mà mình đau thì anh lo thuốc men đủ thứ. Ừ. Rồi anh đi nó nậu ngay cho. Nếu không văn lưới thì cũng nhảy lên bờ đi bán vé số. Mà bán vé số thì thời gian mắc rẻ vốn. Bởi vì với chỗ anh bán cái mặt đồ nó ế đó. Dạ. Thì anh bán thiếu ra. Bán thiếu từ từ mất tiêu vốn. Chàng ơi, nhìn anh cộ thấy vậy đẹp trai nè, cao gáo nè. Nhưng mà thương cái người vợ thì lớn hơn mình tới 30 tuổi. Nhiều khi mà cấp đầu á, ở sớm rồi người ta có chọc mình không? Nói trời sao mày tìm vợ lớn tuổi này kia, chắc mới cấp đầu mình áp lực lắm anh cậu. Cũng có chọc, ai chọc mình cũng không nghĩ tới. Ta chọc sao anh cậu? Bà đã lớn tuổi giống mẹ mày đồ. Ừ. Tại ai nói nó mình bỏ mặt. Thương là được ha. Thôi bây giờ anh chị ơi, giờ mình đi anh cậu với cô, giờ mình lên nhà nói chuyện đi cho nó thoải mái tí ha. Ừ. Chuyện gì cũng có xảy ra hết. Đây là một cái chàng trai 36 tuổi buông bỏ hết tất cả giàu sang phú quý, người ta gả con nhà giàu, nhưng chàng trai này cũng không chịu, chỉ chịu một cái người phụ nữ năm nay 66 tuổi. Tuổi này á là bằng tuổi cha tuổi mẹ của cái chàng trai này, nhưng chàng trai này cũng phải thương. Tuy rằng biết thương sau này là rất là cực khổ, nhưng chàng trai này đem lòng thương một người phụ nữ 66 tuổi, dù cho như thế nào cũng rất là thương luôn. Thì câu chuyện như thế nào Thanh Trúc mời của chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ hơn nha. Có người ta đòi gả con nhà giàu không, mình không chịu, mình gặp bà này sao duyên nợ, gặp bà mình cũng thương quá, tôi hai ba cũng tội nghiệp. Ừ, con nhà giàu chứ là mấy cô gái mà đẹp gái rồi đó có không anh? Có. Anh trai cho em hỏi á, anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy? 36. Còn vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi? 36. Không biết á, hồi đó đó anh gặp cô nè, rồi có những cô gái đẹp và con nhà giàu và có đòi gả cưới không, anh nói cho em nghe coi. Dạ cũng có, con nhà giàu cũng đòi gả cưới cũng có, mình không chịu. Sao mà anh không chịu? Mình thấy gì thấy người ta không có thương mình không hả, người ta chọc cà gỡn. Theo mà người đẹp nè và con nhà giàu nè, người ta cái đó là những điều mong ước, là nhiều người người ta ước không. Dạ, có đúng mà rồi. Sao anh không chịu là sao? Cái đó mình không biết thì sao lại quay cái gặp bà này để ý thương bà này. Hồi đó là con nhà giàu là kêu gả cho anh luôn hả? Dạ. Chàng ơi mà không chịu. Dạ không. Mà lại quay gặp bà là sao, kể cho em nghe coi. Cái cơ duyên nào mà hai người gặp với nhau? Dạ bà cũng nói thiệt đó, bà cũng đi bắt ốc. Dạ. Mình cũng mằng mùa chứ á. Dạ. Rồi bà quay qua lại. Dạ. Người ta nói mày chịu nhỏ này hả, còn ai cho tao nói. Tôi nói lớn tuổi có ai đâu chịu. Rồi lay quay sao dính bà. Dính bà hả? Rồi hẹn hai đứa nói chuyện qua lại, hẹn người lớn đến ấy. Nó ngày cho hai đứa lại ông bà nấu không được mấy mâm cơm. Trời ơi, cấp đầu mà anh có nói cái gì không? Có nói tỏ tình bà không? Không. Có nói cứ gì không? Anh sẽ lo cho em này nọ được không? Không, đó mình không có nói vậy. Cấp đầu mà thương, anh thương bả là thương cái gì? Dạ, thương cái, nó thiệt là bả biết màng ăn, rồi mình cũng màng ăn hai đứa gì, lo màng ăn qua, lo cuộc sống trong gia đình mình. Trong khi đó mình đến với nhau đó là mình biết là mình sau này gặp cô đó là mình là một cái gánh nặng không? Dạ cũng có, gì tới đâu hay tới đó biết sao vậy? Gánh nặng là tại vì cô lớn tuổi hơn anh. Dạ đúng rồi. Mình tên cái đó mình tránh đâu được. Theo mà bên gia đình của anh á, lần đầu tiên á anh trai. Dạ. Là người ta cũng hôm bữa nói là cũng hai bên á là
bên anh là cũng cấp đầu cũng không muốn chịu đúng không con? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là anh thuyết phục sao mà gia đình chịu? Dạ nói ông bà không chịu, tôi không quấy này kêu đồ cự lắm rồi ông bà chịu. Cũng nói chung là cũng cả cha cả mẹ ha. Dạ. Thương vợ nhưng mà nói chung là bà thương gì dữ ở trời. Cô hồi đó ông thương cô là gặp là lần đầu là cô thấy sao? Thấy ông này được không? Thấy bị ảnh cũng đi bằng đó, thấy anh đi bằng mùa, bị gì bằng mùa trong máy đắt người ta, thấy anh cũng giỏi. Thì thấy xấu thôi kệ, cũng như mà với bà chị bà đốc vậy lắm luôn. Chứ nên ông ngay chứ cô? Chị thì tính là, cô tính là cũng cô cũng không có cô tính có ân. Bởi vì với chỗ tính ở mình vậy hà. Rồi tính không có ân mà thấy chị bà nói cũng như mày ân đi, đằng sau này mày có mà đau bệnh gì cũng có người nương tựa với má, bây giờ bà cũng già rồi. Chị thì nó nậu ngay, chị thì chị thương em út thôi, chúng đâu bằng chồng với vợ. Rồi nó nậu ngay bên đây bà mẹ rồi bà cũng, bà thấy gì bà cũng chịu, bà đồng ý chân hà. Chứ chị thì nó nậu ngay chứ chị không có có cãi mẹ nghe, bị bà mẹ với chị là suối dữ lắm. Suối ưng ảnh dữ lắm. Bây giờ thấy con ảnh ở dưới đó thôi, bây giờ nó ở dưới thôi, bây giờ nó ở đây hai chồng cũng không ai làm dâu ai. Ở nhà cửa một mình về hai chồng sắp mà nhau. Sao ta mà sao mà ổng nói là ổng có nhiều cô gái đẹp cái đó mà... cấp đó thì ngoài cái đó cô ảnh là mình không biết mà nhưng mà sao chịu cô ta, có khi nào cô nói gì nè, cô nói không. Nó là thương có thương thiệt không hay này nọ không, cô có khi lần đầu gặp có nó hỏi ổng gì không, có nó thương tôi thiệt không, ý cô hỏi gì nè, hỏi cô á, có nói có thương tôi thiệt không hay là thương cho qua lo thôi? Không, hôm đó chị không có nói gì luôn. Ổng kìa, cô có hỏi ổng gì không á? Không luôn. Cấp đầu cô có ngựa không? Nó khờ đó, không có hỏi gì chứ. Cấp như, đầu cô có ngựa như, không? Bằng, như là mấy người lớn mà ai xúc với mai thì ưng vậy thôi, cũng như là... Mà nè, con hỏi nè, cô có lo là mình sau này á, mình... lớn tuổi hơn ổng trẻ mà sợ sau này rồi ổng bỏ mình không, mà sao cúp đó sao chị không vô tình không mấy có người bạn cũng càng tuổi với mình luôn. Rồi hồi là mình mời đám mình là không đi luôn đó, dặn mình gì đó, dặn không đi, nói sao kỳ tại nói không ai nói gì, nói mẹ ưng đi, nói bà ưng đi rồi nữa bắt đầu bà thấy cảnh này khổ hay sao. Sau này bắt đầu nó gì nó sống bằng thời gian bỏ mày, mà tao cũng như chị cũng mở giá nghe, chứ nói tao gì chứ bắt đầu nữa có cháu đồ nó nuôi, con nuôi cháu nuôi chứ cha mình ở mình nên á cháu nuôi, sau này mày ưng như vậy rồi nó nữa nó bỏ mày ha, rồi cái bắt đầu là cho con cháu đâu ghét đâu nó đâu nuôi, mà nói nào ngay ra chị cũng nói vậy lắm, mà mình cũng mình nghe lời mẹ mình với chị mình nhiều, chị mình nói sau này cũng như có người nương tựa, bệnh hoạn thì tình như viện năm mấy là chị đau là nằm với nhà thương xin là gần cả tháng trời. Gần cả tháng trời, 22 ngày đó, ở dưới tại Long Xuyên. Cấp đầu là mình cũng hơi lo sợ ha. Thì cấp đầu bị gì bạn nói. Bạn nói là mình cũng hơi có phân tâm chút xíu hả cô? Thì phân tâm chứ. mà có đó là tiến tới luôn rồi. Cũng như là... Gặp ổng là cái cấp đầu tiên á, cho hỏi thiệt nha. Cấp đầu gặp ổng là thương ổng, mến ổng không? Thương là thương, mình nghĩ gì nè. Thấy mình thiệt lòng này nọ. Thiệt. Thấy anh cũng thiệt lòng với đi mằng. Đi mằng cũng giỏi. Thằng gì chứ bắt đầu bị chủ đó là bị làm ruộng á, chủ đưa cái máy với cái vỏ đi chạy nước cho cả trăm công đất á. Rồi chạy cho chủ rồi là chạy mướn cho người ta rồi tùm lum tá la chứ. Rồi mình thấy cũng giỏi, nên ông ngay cũng giỏi, cấp đó là cũng mình ưng thì ưng chứ mình cũng hơi hồi hộp, mà mình sợ nữa rồi có cái thì sau này về sống với ảnh thì không đánh đổi gì. Không có bài bạc hay hoặc cái gì kia nọ với rượu chè cũng ít xịu à. Có đám tiệc mới có nhậu chứ không có nhậu ba mà tùm lum như người ta. Nhậu ba rượu trắng chút định cái rồi chứ không bia béo chứ. Trời ơi. Rượu trắng mà nhưng nhậu chút đỉnh vậy hà, có như có đám tiệc á, đi đám tiệc á. Chứ mình bình thường là hoặc là lớn tuổi á là mình đến với nhau á là cũng hơi lo chứ bộ. Lo thì mình lo đó mà mà nhưng là cũng như hình mới đầu thì cũng lo lắm, mà nhưng mình kệ, mình nghe lời mẹ mình với chị mình coi như thế nào. Vì chị mẹ mình cũng cắt nghĩa cho mình là tăng cùng mà. Cắt nghĩa sao cô? Thì cắt nghĩa đó là mày ưng đi rồi sau này mày với nó cũng cái hoàn cảnh đó chị đó. Rồi thôi mày với nó ưng với nhau đi, rồi đằng nữa sau này có bệnh hoạn hay có vợ có chồng với nhau mà lo với nhau. Chứ bắt đầu là chị đồ này kia cũng đâu có bằng vợ với chồng.
rồi mẹ thì già rồi nữa, mày sống mình nên mày nó đậu ngay ra. Có phân á thì dòng em dâu phải không, có phân á thì ăn vô, không phân ăn ra. Cũng như mình có của thì nó là nuôi, không của là nó không có nuôi. Ý con hỏi cô gì nè, cô nhìn con nè, ý cấp đầu á con hỏi cô á là cô đã chịu cái người nhỏ tuổi nè. Nè cô, chịu cái người nhỏ tuổi á là cô á là có sợ là sợ, đã cô nói cô sợ. Sợ sau này á ổng sẽ bỏ mình không? Sao không, mà có cái là bây giờ thấy bình thường thì cũng được. Cấp đầu hơi lo ha. Cũng tốt. Nhưng mà chịu trai trẻ thì phải chịu, nhưng mà sau này là sống càng ngày đó là cô thấy là ổng thương cô như thế nào, cái thì người trẻ tuổi nó nào ngay ra thì bắt đầu mình cũng thấy nó nào ngay ra là cũng tình vợ chồng thì nó nào ảnh thương cũng như mình thương ảnh như mình nhảnh thương mình vậy. Nhưng mà nói chung ra vợ chồng thì bắt đầu phải nương tựa lẫn nhau, thương lẫn nhau. Cấp nó nào ngay cái gì đầu ổng có hứa là sẽ lo cho cô suốt đời không? Có chứ. Sao cô kể cho cô nghe coi. Thì anh nói là nếu ưng ảnh thì bắt đầu sau này anh sống với mình tới suốt cuộc đời. Thì nó nào ngay ra thì mình cũng nó nào ngay mình cũng tưởng là ảnh cũng nhỏ tuổi hơn mình chút đỉnh thôi. Thôi kệ gì cũng được. Bắt đầu chừng khoảng một năm sau là mình bởi cái vụ mà ảnh nó gạt đó. Cự dữ lắm mà đuổi đi, chị làm dữ lắm mà chị qua mà ảnh cũng không đi. Hồi đó đó anh trai, hồi đó là anh đến với cô nè, là anh nói lớn tuổi, nói gần bằng ha, anh cho bà thương ha. Với lại sau này là bả là nói chung là bả biết được á, bả cự anh quá thì chắc đó anh thấy sao? Gì đâu, nói qua nói lại bả trong này bả nói mình gan chứ không mình có cái tốt và cái là chị tỷ như ta lại chị không? Chị cãi qua cái lại mà chị tỷ như anh thấy chúng chặt nhưng biết anh ngay trước anh nằm im gù à? Rồi cho anh rồi hỏi anh nè. Không có cãi lại đâu. Cho hỏi anh cậu hồi đó đó là anh đến với cô nè, là anh có hứa là sẽ lo cho cô suốt đời không? Anh kể cho em nghe. Sao? Vì sống với vợ cái con nào nó có gì thôi. Lần đầu anh nói với cô là sao? Nói em về em sống với anh đi, anh lo em suốt đời, sống hai đứa, cũng hủy với nhau. Đúng rồi, chứ bây giờ là cha mẹ lo mình đâu có ai nè. Cha mẹ đâu có lo mình. Dạ đúng rồi. Dễ gì cha mẹ, bây giờ phải gia đình mà có của cái thê cái giò của chị. Phải chị hay cái cha mẹ chứ. Đâu lo mình đâu, có ông chồng trẻ mới lo mình thôi hả cô? Sao mà lo nổi. Đi mặn bây giờ chỉ nó hai chồng mặn là nó nổ ngay ra. Ảnh lo cho mình nhiều lý do là cô, mình bệnh hoạn là ảnh lo cho lắm hả? Cô, ông chồng trẻ tuổi á, cái điều tốt nhất là mình lời được hơn người ta. Chồng trẻ tuổi là như thế nào? Lo mình như thế nào cô kể thì cho cô nghe. Lo thì cũng như cô không biết mấy người già sao sao không biết, còn chị thì bắt đầu ảnh lo bình thường lắm, hô đau là ảnh chạy sắp bắt sang ban. Sức khỏe là nói chung là có sức khỏe không con? Anh đi mua thuốc mua đồ này kia là đi nhanh lẹ lắm, hay là hoặc đi bệnh viện ở suốt bị gì đâu có ai đâu mà thay đổi đâu. Bây giờ có con đâu mà thay đổi, mà chị sống với ảnh là đi bệnh viện mấy lần này. Sức khỏe mà cho con hỏi nè cô, sức khỏe của ổng là mạnh không? Thì bình thường. Ý con hỏi là sức khỏe mạnh đi làm này kia rồi là mạnh không á? Thì sức khỏe anh mạnh chứ sao, anh sức bự con mà. Mạnh nha. Trời ơi. Nói chung là có chồng trẻ tuổi cũng lời chứ bộ. Giỡn đâu. Rồi thương ổng chắc thương cưng ổng lắm nha. Rồi thường có mua đồ bổ cho ổng ăn này nọ được không? Thường nghèo xếp mạng có gì đâu mà mua đồ bổ. Ăn cá với mình không bình thường. Ăn cá bông điện xào rồi chứ hái rồi từ từ ăn rau gác. Có hai vợ chồng mà đang bắt đầu mua thuốc cho chị, ngày uống ba lần thuốc thì có gì ăn cái nấy chứ.